Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với tem tụi mình nha. Hôm nay tụi mình tiếp tục làm clip, đó chính là thái dừa nông chấm muối ớt nha các bạn. Rồi các bạn hãy cùng theo chân tụi mình nha. Tụi mình đang ở trong một rừng dừa luôn. Rồi, mời tụi mình đi theo chân tụi mình nha. Ok, let's go. Go. Cái món dừa này là cái món tuổi thơ hồi nhỏ mình hay ăn á mọi người. Hồi nhỏ hay ăn lắm. Ok, rồi bây giờ đi ra, đi ra. Ông leo, leo leo đi. Đây là thánh leo dừa của miền Tây nha các bạn. Cái này yên tâm nha các bạn. What? Duyên tượng, duyên tượng. Cậu cậu cũng gai nữa hả? Đây một để người ta nói lớn quá, người ta gà ta hốt cái ta quýnh phụ bỏ. Đây nha các bạn. Đây là mục tiêu đã được xác định nha. Ai đi dòm dòm có ai không để ta bắt cái không của có đây mấy anh em mình không à, leo chân như khỉ được không, khỉ leo dừa các bạn. Đây các bạn, rất chi là chuyên nghiệp. Cái này chắc có vẻ là ăn trộm khá là nhiều rồi, lần rồi đó các bạn ạ. Là tới tới tới. Ui. Tán. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Đồ la la quá. Ba mình ăn. Đi đi. Quá la. Đây các bạn, đây là chân muối của tụi mình. Đây tụi mình sẽ xử tại gốc luôn nha. Nhờ đây. Có da đâu bạn. Đây. Đây chưa, mà chưa ăn nữa này nhau nè. Muối rồi. Chân muối này nãy mình đâm sẵn nha các bạn. Đâm sẵn thấy là biết. Chân muối thần thánh của tụi mình đây nha các bạn. Nhìn là biết khá là ngon. Rồi. Kinh khủng không? À. Chơi ngầu dưới đất luôn mẹ cho. Đây là khỉ độc của miền Tây nè các bạn. Cho nó dằn giả. Đây. Không có ai hết. Lỡ rồi có gì dí thì ra xin chú thôi. Nhớ các bạn, này mình không tự nha các bạn. Tại vì ra đây quay nó mới sáng mới đẹp các bạn. Chứ ở miền Tây Bến Tre thì không thiếu dừa. Dừa rất là rẻ. Nên nói cặn cây xì nước luôn. Hút nước ra đi. Bổ nước ra hút đi. Đấy, mình cứ cạp á. Ai. Nè. Làm chặt cái nó non quá nó bể á. Ôi trời ơi. Đó. Chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp chưa các bạn? Quá chuyên nghiệp. Mình ăn cái lõi này nè, ăn cái lõi này nè với cái ruột ở trong á. Món tuổi thơ của mình hồi xưa nó các bạn. Đây à, bạn cho mình xin kinh nghỉ bạn. Thử ông thấy cái món này như thế nào, đã từng ăn qua chưa? Hả? Ăn rồi. Ăn rồi à, ăn rồi à. Ăn ngay tại chỗ chưa ăn lần nào. Mà còn ăn trộm nữa đúng không? Ăn trộm nữa. Cái ấy là ăn cảm giác như thế nào, ngon không? Từ khi tập thò thì nó ngon đó. À. Ăn trộm mà. Cái này nó chắc ngầm mà các bạn. Ăn cũng được đâu. Ai ăn cái ruột cái mới ngon. Ok. Hết có người phục vụ tận tay luôn kìa. Còn cái này là của ai người đó làm nha các bạn. Cái này của hôm nay là ông làm mẫu cho tụi mình thấy thôi. Tụi mình là không dân chiên. Hôm nay là chuyên nghiệp rồi, chuyên gia ăn trộm, ăn bắt gà bẻ ổi rồi của người ta nên biết hết đấy đó. Bạn đừng nghe lời cameraman nha, hết luôn á. À, nhà ai mà có dịch vụ lột dừa nạo dừa kêu ông này về nha các bạn. Răng rất là khỏe. Cái ăn giả nha, ăn giả nha. Nạo tầm cỡ 10 đó dừa là coi như là hư luôn cái răng nha các bạn. Các bạn đừng bước trước làm theo nha. Còn bước trước thì ai với nha. Chết mẹ rồi, gãy răng mẹ rồi các bạn ơi. Cái thầy cứ cứu cái nó chắc cầm à. Ừ. Nó răng nó tà luôn á. Đợi xong một trái rồi ha. Còn hai trái làm luôn đi. Được, giờ tới ông làm đi. Để mình gọt cái màu mà cắt thử cho xem nè. Đấy. Gom lại dục để hồi ông chủ ra phát hiện rồi ông quýnh bơm đầu luôn. Đây, chơi à, để mình quét miếng nè. Bóc luôn. Ok.
cho thêm miếng ớt đỏ đỏ rồi. Mời các bạn nha. Ăn cái màu nó lạc lạc ngon á. Mày đừng có bốc phét. Ôi giời ơi, các bạn ơi. Ngon không? Ngon không? Cái này ăn được mà chát quá. Để mình lọc. Gọt chút xíu vô mẹ ơi. Chát quá. Ăn dừa kiểu này là thua rồi các bạn à. Hình như ở đâu là mình nghe dưới miền Tây này có cái loại mà dừa ngọt đúng không các bạn? Nếu mà có cái loại dừa bông cái trái nó ngọt ngay không? Dừa ngọt ăn rất là ngon nha các bạn. Xe tới rồi. Mày bớt giỡn bây giờ. Em để uống nước à, để uống nước cái. Nước ngọt không? Nước dừa này bao lạc luôn nhưng mà nó rất là mát nha các bạn. Dừa đâu không bao lạc. Không chủ gì vậy? Nè, ăn cái phần này nè các bạn. Này, cái phần này nè, phần cái ruột này nè. Đấy, ăn ruột đi. Nè, cái phần này nè, cái phần cái gáo dừa của nó nhưng mà còn non nó mềm xèo à. Già thì nó cứng nhưng mà non nó mềm. Quá vô. Có vẻ cha này ngồi nút nước bọt lắm rồi các bạn ơi. Thèm lắm rồi nhưng chưa được thử. Đây, hồi nhỏ là chuyên gia luôn, cứ hai bữa là ra dứt trái, hai bữa dứt trái ăn cái ghiền luôn các bạn. Giòn nha, rộp. Ok à. Nhanh lên tôi chảy nước miếng rồi đó. Các bạn nghe không, giòn bà cố. Ngon không? Ngon. Bà cố sống lại cũng không giòn. Đừng dụ nghe ông nội. Rồi tiếp tục tới ông này lột dừa đi. Đây, chỉ cần nhân giả không được chưa lột. Đây, cho nếu như mà đó không lột chuyên nghiệp được thì có thể dùng rửa nha. Cho mượn dao luôn. Chặt ra cái gì? Nó lột vỏ ra kìa. Miền Tây là chơi bằng găng, ông này không phải miền Tây. Miền gì chứ miền Tây miền hả? Gì á? Cái này là miền cực lạc nha các bạn. Ông này là miền cực lạc. Hey, mời các bạn nha. Để mình lột cái này ra xíu. Đó. Rồi, mượn khui này làm sao? Chặt nó. Đây. Cái này nó hơi chát, cái ngoài nó hơi chát. Đây, mời các bạn nha. Đây, mời nha. Ai nói tôi bình tĩnh. Tôi chạy được biết rồi các bạn ơi. Tôi cũng lột được vậy là giỡn hoài. Đây là một dân chiên tiếp theo. Rồi rớt mày rồi. Này. Nó giòn lắm nha các bạn. Nè, sợi khửi này nè. Rồi. Mình khửi cái này nè. Nè, cái này ăn là ăn cái này nè. Đó. Quá đẳng cấp rồi. Này, quét miếng muối không? Rồi. Đây, nói chung là miền Tây dân dã vậy nha các bạn. Ăn những cái món mà chắc trên thành phố sẽ không ai biết tới đâu. Đây. Ở đây chỉ có những người dân miền Tây mới biết tới món này thôi. Chấm miếng muối nè, đó quá trời không à. Quá là đã rồi. Không mà mình thành phố ăn không được món này đâu. Ngon. Đâu dám ăn cái này. Đây. Có miền Tây ăn thôi. Dân phố đâu có vừa ngon rồi ăn. Thì có cũng không ăn được, không dám ăn nữa à. Đúng rồi. Quá đã. Đây. Ông này đợi ông này ăn với coi, tôi ăn rồi chứ. Mấy ông ăn một bình trước không vậy? Kiểu này chắc cho camera em thèm chết rồi các bạn ơi. Cái này là mũ dừa rồi các bạn. Mũ á, mình tách nó ra là nó mũ rồi. Hồi là nó ra chỗ này đen xì luôn. Nhưng mà không sao nha, vẫn ăn bình thường. Mũ dừa không sao á. Tôi đang liên tưởng tới một câu các bạn ơi. Con khỉ hay vậy? Con khỉ lắm mẹ. Con khỉ ăn chuối không mà ăn dừa nghe. Hôm nay hồi bãi rồi. Để hôm chủ ra ông quýt. Lẹ để ăn đi để cho cameraman nó thèm chơi chứ. Hôm nay chết rồi các bạn ơi. Mình chảy nước miếng rồi các bạn ạ. Nước miếng là hứng. Bạn hứng trên hứng dưới chết à. Ăn nguyên cái phần gáo luôn nè. Cái này mềm lắm, ăn nó giòn lắm. Cái miếng này ăn được không? Hả? Miếng ăn được không? Chát lắm. Nãy em ăn thử rồi chát ngầm. Nó có loại dừa mà loại không. Dừa. Cái này chắc muốn ăn được à. Cái loại này mà loại dừa bông á,
ở miền Tây người ta gọi dừa bông á các bạn, ăn nó mới ngọt, còn cái ăn luôn cái vỏ. Còn cái loại này ông lọc cho caramel trái luôn coi, có nghĩa là lấy rửa gọt đi nè ông. Ê, ông lọc cho tôi trái luôn coi, chắc tôi gặm không được đâu, tôi đang giả không à. Các bạn coi miền Tây chặt dừa ba nhát nè, chặt dừa ba nhát nha. Dừa ba nhát hả? Chặt dừa ba nhát. Một nhát. Cái này cũng chưa gọi là đẳng cấp nha các bạn, họ chặt một phát là ra luôn nha các bạn. Cái sao này vừa non. Nói chặt kiểu này bị fail rồi bạn ơi. Rồi cho camera lụm miếng này. Rồi, chặt sao? Uống cho nó đã khác rồi các bạn ơi, chứ lạc quá các bạn ơi. Đây, giờ ông ăn đi. Ê, ông ăn đi. Rồi bây giờ mình xin phép đặt camera ở đây là để ba anh em mình ăn luôn nha. Hai ông này được. Dân miền Tây mà về là chết, dân miền Tây mà về là chết rồi. Nói gì dân miền Tây ta phải vậy nè. Dân Tây này dân miền Trung nghe các bạn. Miền Tây nó phải vậy nè. Còn đâu thì gì? Gọt. Đây. Mình đang chảy nước miếng lắm rồi các bạn ạ. Để ổng lâu quá mình làm miếng nữa coi. Ây giời ơi. Xong rồi các bạn ơi. Đây còn miếng nữa nè. Xử mẹ này đi. Đó. Đây nó lặn nè, lặn lên đó. Để ổng lâu quá mình làm miếng trước coi. Vô. Nè vô. Vô. Để vô. Đây các bạn nha. Bao giòn. Xong rồi các bạn ơi. Để tới mình ăn thử nha. Bao giòn mà. Nó béo. Sợp trái này chát chưa? Để em lấy nại ra, nại lấy cái ruột thôi, đừng lấy cái vỏ nó chát lắm. Đây. Ngon mà, nha. Ừ, chát thiệt á. Khửa vậy nè, khửa vậy nè các bạn. Đây. Đây, khửa nó lên. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Trời ơi, ăn măng rồi che hết người ta rồi. Quá ngon các bạn. Điển xịt xa ghê ông nội. Lần đầu tiên mình ăn nhưng rất là ngon các bạn. Đây. Ngon mà. Đây các bạn nha. Gáo dừa non chấm muối ớt. Mời bạn nha. Ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Khá là ngon các bạn. Có giòn thì thôi đâu các bạn. Kinh lắm. Mình ăn thì mình cảm thấy chát như vậy là mình khá là thích. À. Chát chát nhưng mà chấm muối nữa nó mặn ngọt ngọt ngọt. Miền Tây là... miền Tây còn cái cũng cái dừa ăn ngon lắm bạn, là cái củ hủ dừa. Tại bữa nào mình có ai đốn cái dừa mình xin củ hủ dừa mình clip cho mình review cho các bạn xem. Mời các bạn nha, ngon quá các bạn à. Ăn là bao ghiền luôn á. Ngon mà nó thật lòng luôn á, rất là ngon. Cái củ hủ dừa là bao ngon luôn các bạn. Tôi không nghe chát. Đây rất là ngon các bạn. Ngủ. Cái này có cái miếng này ăn hơi chát á. Cái hàng này nó ăn cái vỏ. Có cái vỏ. Cái vỏ nó chát. Chát cái. Ngon lắm các bạn ơi. Ăn cái phần ăn cái phần gáo rồi nè. À, nó non nó mềm xèo à. Đó. Cái phần gáo nè nó mềm xèo à. Đó. Để coi ngồi chủ vườn ra ông quýnh ông bắt con dí. Ngon quá. Cái vườn của tôi rồi. Thật. Cạp luôn các bạn. Miền Tây chơi cạp luôn. Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa ăn sáng các bạn ơi. Giờ ăn con sốt ruột quá các bạn ơi. Mời điện các hồi... bạn nha. Thì chưa ăn sáng hồi nó có chuyện á. Đau bụng chết luôn á. Cay. Okay. Ngon quá các bạn ơi. Hôm nay em có thêm cái trái gì chấm nữa nha. Đây, có lọt rau muống luôn nè. Rau muống này các bạn ăn mà phải rửa nha. Rửa cho nó ra bớt mũ không thôi luộc á, chứ không thôi là ăn mà ngày mai mình không nói ra được nhạy cảm nha. Nói ra luôn còn nữa. Dễ dễ. Xuống. Dễ. Xuống. Bị sặc các bạn ơi. Ngon quá mà ăn sặc bạn, không biết có không biết có hợp lòng không nữa. Không, bị sặc á. Mình bị sốt ruột các bạn ơi, tại chưa ăn sáng, chứ thật sự rất là ngon. Đây, mời các bạn nha. Quét miếng vô, quét miếng vô nè. Quét diễm dính gì tên hả? Cài quá ơi. Đây, mời các bạn nha.
gột gột bớt cái tách bớt cái vỏ để cái ngồi đi. Ngồi hơi chát. Chát nè, ngon mà chát kìa. Mình vậy là ok các bạn. Đã quá. Này đang mời các bạn nha. Còn trái nữa hả? Ăn hết rồi các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mình bị sốt ruột quá rồi các bạn ơi. Có hai trái mà ăn cũng hết rồi các bạn. Dở thiệt luôn. Hồi xưa mình là mình đại chiến một ngày là mấy trái là bình thường. Ông này mấy ông này dở quá. Ông này miền mấy ông này miền ngoài vô mà dở quá. Phương miền Tây mình này. Ca cầm gì á gì á? Nước quá các bạn. Nè nước nè. Con có tới đây con nước nè. Mình xin chủ vườn một trái luôn các bạn. Mình xin chủ vườn một trái. Từ ngày nữa mình ăn trộn các bạn. Khoan, đừng luôn dùng dao. Có chỗ nào? Đây, đây. Đừng. Đập mẹ. Đây, đây các bạn coi nè. Vừa trộm mà. Ừ, thử đi. Hãy xem ba anh em mình chơi võ công các bạn. Con nào đập bể trước, nào đập bể trái này là ăn các bạn. Mình là được dạng hậu này, gọi là ông, gọi là mình hồi nhỏ mình có học võ các bạn. Ông này bị con quá chắc ông làm phát một à. Mình học ở núi Côn Lôn nha các bạn. À các bạn coi nè. Để mình gọng cái này hơi đạp tay nha, tại nào giờ mình chưa thử nữa. Go. đang giờ nó vừa đó. Rồi gãy tay nữa các bạn ơi. Vậy đó tôi nhìn đây. Đau quá. Nhìn mình các bạn, mình có vỏ các bạn. Nhỏ mình có vỏ mà cái vỏ là vỏ gì không biết. Vỏ bự các bạn, vỏ bự á, giữ bò các bạn ạ. À. Miền Tây ta gọi là vỏ cua vỏ cộng á. À, xem mình đây. Thôi chắc chết quá các bạn ơi. Đồ cái này chắc gãy tay mình đấm quá các đi, bạn. Đấm đi, đấm đi, đấm đi. Giờ mình đấm đi. Thôi được các bạn ơi. Đây đây giờ tới hôm nay. Hôm nay bự con nha các bạn ơi. Mình ôi, chỉ có được vỏ bự thôi các bạn. Đỏ luôn các bạn. Đau bà cốt luôn á. Rồi, mình chỉ có vỏ bự thôi các bạn ơi. Còn vỏ này mình chịu thôi. Để ông này. Để ông này bự con nè. Để ông này bự con à. Để ông làm cho các bạn xem. Nhìn có vẻ nó khá là chuyên nghiệp các bạn ạ. Hàng này bự con hay gớm không? Để ông là đây. Đây. Ông là ông gấp đôi mình luôn á. Trời đi. Nè nè con nào. Đừng có chỏ vô. À ôi. Đâu rồi. Kiểu này là không chuyên nghiệp rồi. Này bể đau rồi các bạn. Cái này không có nghề đâu bạn. Đưa mình mượn coi. Đủ nữa. Bẻ đâu rồi? Giờ mình chặt nghe các bạn. Ôi. Chặt nó lẹ đi chứ. Ôi. Mình thử cái kinh nghiệm của ông này là một ba nhát thôi các bạn. Mình không biết chặt các bạn ơi. Chặt mày đúng không? Chặt coi chừng cái tay nha. Đấy. Cũng còn nghe đầu dao nữa. Ê, thấy vậy là không chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà vẫn ra các bạn. Không ra, ra luôn kìa. Ra luôn các bạn ơi. Mình chuyên nghiệp, mình không chuyên nghiệp. Ấy, đồ gì hay, tính võ hay hơn mình ơi. Ba phát là ra các bạn ạ. Em phải như ông này, người miền Tây mà cậy cái bụi mới ra. À thôi, xin phép các bạn à. Thế nào, dừa sao? Cái dừa này nào ngon nè. Khá là ngọt các bạn ơi. Nè, tới dừa này nào ngon, có cơm nè. Ngọt đúng không? Cơm này ăn bao ngon quá. Ừ, khá là ngọt. Hay làm cái nữa đi. Nó ngọt lắm. Nè, ngọt. Uống đi. Ôi. Miền Tây uống nhiều. Khá là ngọt các bạn. Dừa này uống nó thiệt các bạn nhé, mát thôi, đẹp da nữa. Đúng rồi, ăn trộm của người ta mà không ngọt được. Cái gì ăn trộm cũng ngon. Nè. Khuyên các bạn. Trúng đèn. Nó trúng đèn. Khuyên các bạn đừng làm theo. Để đi tạm tại. Sốt ruột quá các bạn ơi. Ngon nhưng mà sốt ruột quá. Để em chung nhà không bắt được là ông đem lên công an là hai mấy anh em mình hơi mệt đó. Nè caramel uống miếng caramel. Thôi. Caramel nó uống rồi. Chơi đâu. Mình uống. Ê nhìn ha, nhìn quá đã luôn. Hả rồi, mổ ra đi. Trái này cái dừa luôn nè. Uống đi. Uống đi là ăn cái dừa luôn. Đây cái này mình làm cái muỗng để cạo mày chặt cái muỗng, chặt cái da. Cái da à. Okay. Ừ, chặt cái da dừa. Trời. Rồi, bữa đi, bữa đi. Đây coi hành niên ngang lại, nằm xuống. Coi hành niên bữa vừa nè. Các bạn coi hành niên bữa vừa nè.
Nói chung là đối với miền Tây là sẽ không ngọt, nhưng đối với mình là người miền Trung là trái dừa này khá là ngọt nha các bạn. Rồi đây, hãy xem mình đây. Ủa, hay. Các bạn ơi, hay, để mình quay cái cho các bạn xem nè. Mình sẽ làm cái muỗng để cạo dừa nha các bạn. Như đây là được rồi các bạn, như đây là mình cạo rồi. Dừa này non các bạn, cạo nên okay. Cạo khá là ok. Không, cái này là mũ các bạn, không sao hết. Mũ dừa á. Mũ dừa nha. Này thì mình chắc mình phải lau sơ tí, tại vì nó dính dưới đất. Rồi. Cái cơm dừa này bao ngon luôn, nạo ngon. Này, nhìn các bạn quay gần cảnh vào cái cơm dừa các bạn xem. Thấy rồi nè, đó, quá đã chưa. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Đây. Mình chảy nước miếng nè các bạn ạ. Mời các bạn ăn nha. Quá đã luôn. Cái cơm dừa này là nó ngọt hơn cái nước dừa nhiều nha các bạn. Ăn là hơi bị ghiền đó. Quá là ngon các bạn ơi. Mà đây nè, cho ông này thử miếng nè, để cảm nhận nè. Khá là ngon các bạn. Cái này nó hơi bọng, hơi mềm. Ông này nào cũng chuyên nghiệp rồi. Mời bạn á, bộ dừa non này béo nè. Hơi bị phê nha. Cơm dừa nó ngọt dữ lắm. Cơm dừa nó ngọt rồi, đúng rồi, nó ngọt đó. Nó nên nó mới ăn nó ngon. Cơm dừa nào nó hơi ngọt đó, nó ngọt dữ lắm, ngọt hơn nước dừa nhiều. Đây, bây giờ nè các bạn, phải làm vậy nè các bạn. Các bạn có liên tưởng tới gì không bắt đầu? Heo ơi, heo mập như cặn. Heo mập như cặn, liên tưởng gì? Mấy bạn có liên tưởng tới cái gì không các bạn? Không có liên tưởng, chắc mấy bạn liên tưởng được không? Rồi, khá là ngon các bạn ơi. Nè, ông làm miếng nữa đi, tôi ăn vậy được rồi. Giờ tới ông nè. Hay caramel làm miếng đi, caramel, cảm nhận đi caramel. Caramel ở miền Tây là ngán dừa rồi. Nè, ngon quá ông đó, trước đi. Nói ăn đúng là heo mập vừa cặn quá. Thấy còn xíu cái nó chừa lại mình. Thấy cái thân hình của ổng là biết rồi. Đây. Tối thân hình nữa. Ai kêu khai vậy? Người muốn nhất ở đây các bạn, ổng có tán 1 kg à. Này chấm muối được không? Vậy chấm ăn em ơi. Thôi quất đi. Quất miếng đi. Đó. Bước làm phát cuối đi, mình xin kết thúc video á. Bao đã luôn. Cái cơm dừa là bao ngọt. Còn nhiều lắm á mà. Rồi nè nè, nhiều nè. Nổ nữa. Đó, còn nhiều lắm nè, con này nhiều lắm. Đó. Còn vậy á. Nói chung là hôm nay là mình cảm nhận là lần đầu tiên là mình ăn dừa non nha các bạn. Là nó cũng khá là ngon. Nhưng mà tại vì mình sáng này mình chưa ăn sáng, mình ăn nó hơi sốt ruột nha các bạn. Còn lại nước dừa thì quá ok nha các bạn. Tuyệt vời. Ông cảm nghĩ của ông như thế nào? Mà chắc ông là người ăn dừa rồi đúng không? Tôi không cần của ổng đâu các bạn. Mình thì mình người đầu tiên nên mình cần nếu cũng nhận luôn. Ông này ông cho mày bắt biểu luôn. Ông này là ông ăn hoài rồi các bạn ạ. À. Nên thôi các bạn ơi. Sao chuyên nghiệp bằng người caramel được. Nên thôi mình xin phép các bạn là dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những clip sau ha. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay, ý nghĩa sau những ngày làm việc ấy, thì hãy cho mình xin một subscribe, một bình luận, một lượt thích nha các bạn. Rồi. Bye bye các bạn. Hi bye. Xin đưa tay chỉnh.